Cái vai bị lâu chưa? Mới bị. Mới vừa bị luôn hả? Đau không hả? Này té nè. Quá, nói chung là dùng sức mạnh đó. Dùng lực tay mạnh đó. Ngồi thẳng lên không sao hết. Tay kia đứng bình tha tay ra. Quay một con kia đi. Thở ra, thở ra. Rồi, ra rồi. Ok. Đỡ đi. Vô khớp rồi đó. Rồi, ok, rồi, ngồi thẳng người lên. Ngồi thẳng lưng lên. Cái cơ vai này là bị yếu nè, bị yếu mới đau dữ vậy nè. Cái này là đã từng tật rồi đúng không? Từng bị tật chưa? Rồi, cái tay của anh bây giờ giơ lên xuống, thẳng giơ lên xuống. Ổn hơn nãy nhiều. Đó. Giờ hết la rồi không? Nãy lúc mà ông khéo lần đầu biết tôi suy nghĩ gì không? Suy nghĩ gì? Tí gà đi ông biết cảnh không với tôi.